One time out of ten, two times won't you be mine? We just can't pretend. This love thing can take time. Three times then I'm in. I heard through the grapevines, you missing a playtime. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022 nên là vợ chồng mình quyết định phải đi ăn cái gì đấy, ăn mừng cho ngày quốc tế độc thân của mọi người. Wow. Nhưng mà độc toàn thân. Giấy tờ đâu mà nào. Nhưng mà mình chưa biết là mình sẽ ăn gì nên là phải đi vừa nghĩ vậy. Ăn được thành phố hay là ăn ở quanh đấy? Bây giờ là 8 giờ đúc. Rồi, lên xe rồi nghỉ. Đây rồi, phát ký nè. Để xe ở cửa luôn anh ạ. Mọi người biết mình muốn ăn gì rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ăn phát ký. Mình sẽ ăn phát ký. Rồi, ok. Đúng thế. Chết mọi đồ. Love is love. Love is love. Adios. Moments later. Mua rượu đâu, mua rượu dưới nhà. Nhà mình mới chuyển nhà ấy, là ở dưới nhà mình nó phải gọi là có ba cái siêu thị tạo thành một cái hình tam giác ở cạnh nhà mình luôn. Cộng thêm cái siêu thị, ok. Ừ, xong rồi mỗi cái chung cư lại có một thêm một cái siêu thị khủng khiếp ấy, bọn mình tha hồ chọn.
À, ăn nào ngon không? Dạ, rồi ok. Lần trước mình đã đi ăn một lần với Thủy rồi. Cái lần đấy thì em kể cho anh lần đấy nhá. Lần đấy bọn em với Thủy đi ăn cái đấy, ăn phát ký. Xong rồi một lúc sau anh Quang lên. Thì em với Thủy với anh Quang ăn cái đấy, ăn phát ký. Xong tiếp theo bọn em ăn xong thì anh Mai đến. Anh Mai trả tiền cho bữa ăn đấy. Thưa anh Mai. Xong hôm đấy bọn em lên Hoa đấy. Đến mà trả tiền rồi. Anh nhớ trong Sài Gòn. Hôm nào nhỉ? Có vlog, có vlog. Vlog mà đợt đấy là vừa mới hết dịch. Hôm đấy là chợ phố đi bộ mở lần đầu tiên, đợt đấy là vừa mới mở lại. Sao vừa hết dịch? Nghe vừa hết dịch thì nó là xa lắm. Thì trong vlog này. Đấy mà đang đi sao anh ấy đi Sài Gòn. Em đăng vào 7 tháng trước rồi anh ơi. Ngày phố đi bộ mở cửa trở lại. 7 tháng trước là tháng mấy nhỉ? 11 trừ 7 là còn... Có 4. Một đợt là anh vào đấy tháng 4, tháng 3, tháng 4 gì đấy đúng không? Sau Tết đúng không? Ừ. Thế đúng rồi. Đợt đấy cũng đi Sài Gòn. Thì... Đợt hết cá mình. Đồ ăn khá là ngon. Mình định không định quay lại đây ăn đâu. Tại vì là lần trước mình đã quay một lần rồi. Và mình gọi điện cho con Thủy sương sương vui vui thôi. Mình nhắc đến thế là nó bảo là ở đây có menu mới đấy. Nên là các chị, anh chị cứ qua ăn thử xem. Sau đấy thì bọn mình đi qua và ăn một cái menu mới. Y hệt như món ăn của menu cũ. Và hôm qua hôm kia vợ chồng nhà Thủy Sún cũng vừa đi ăn cái đấy và gọi một cái menu y hệt. Tức là hai anh em ruột nhà này lúc nào đi ăn cũng gọi đồ giống hệt nhau, không lệch một tí gì cả. Và chụp và ở phát ký này thì mình thấy là đồ ăn mình thấy là nó cũng rẻ đấy so với những cái hàng dim sum mà mình hay ăn. Ví dụ như một cái mẹt à, rổ. Cái đấy gọi gì? Mẹt. Cái để hấp cái sừng hấp. Một cái sừng hấp đấy thì có ba miếng, để có một cái là 4 miếng là gì nhỉ? Xíu mại à? Xíu mại là 4 miếng thì là giá là 60.000 cho một cái sừng đấy, thì mình thấy là đồ ăn của nó cũng to. Cái mấy cái món nên nó làm cũng to. Ăn đẫy mồm luôn chứ không phải kiểu ăn thèm gì ấy. Mỗi món thì mình chỉ gọi một sừng là xong, vì có hai vợ chồng. Và bọn mình hôm nay ăn hết veo thì mình thấy nó ngon và nó tươi nữa. Nên là nếu mà bạn nào mà băn khoăn hay là thích đi ăn dim sum, muốn đi ăn dim sum phải giá bình dân, giá rẻ mọi người ạ, thì mọi người có thể thử qua đây ăn. Mình thấy là nó khá là phù hợp. Vì thực ra thì mồm mình cũng không phải là mõm nhôm, cho nên là mình thấy là nó ngon thì mình nghĩ là mọi người cũng sẽ có một món gì đấy hợp với khẩu vị mọi người ở đấy, nên là mọi người có thể đi qua bên đấy ăn thử. Còn bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi về nhà mua rượu uống chiêu chiêu. Có chiêu bọn mình thì xem tiếp vlog nhé. Có một điều mà rất là khổ cho vợ chồng mình, đó chính là đi tìm chỗ gửi xe. Đây là tấc đất từ tấc vàng ấy. Có nghĩa là giành giật chỗ gửi xe ở bên kia, ở nhà cũ nhiều đánh nhau, bọn mình cũng không có một chỗ nào để gửi xe ở trong hầm cả. Về đây thì chắc chắn là không có rồi, tại vì bọn mình đến sau đấy thì mình đi hỏi các cái bãi ở đây. Wow, mình chỉ là một người đến sau, cũng không có một chỗ nào có slot gửi tháng cho vợ chồng mình luôn. Bọn mình hiện tại vẫn đang phải đi gửi xe hằng ngày. Đây là kiểu như là bây giờ mình có tiền mua ô tô ấy mọi người, còn người ta mua xe trước rồi, người ta xí chỗ trước rồi. Tomorrow. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lemon Story và mình là Mi đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi mời cưới, thiệp cưới đâu. Oh wow, bây giờ sẽ đi lên nhà lấy thiệp cưới nha. Và sau khi lấy thiệp cưới thì vợ chồng mình sẽ đi mời cưới một người chị và lên trên quán của chị ý. Thì bây giờ hôm nay cái quán này nó cũng mới mở thôi, nên là bọn mình sẽ lên trên đấy để quay thử cái quán đấy
xem là có cái gì hay không nhá. Ok, let's go. Wanna move my feet. Wanna jump on one. Ôi, trong này tối om luôn. Thế bảo người ta mang máy ảnh đi. Ok. Wanna move my feet. Wanna jump on one. 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 Wanna move my feet. Wanna dream on one. Wanna move my feet. Wanna dream on one. Wanna dream on one. Wanna move my feet. Wanna dream on one.